năm mới 11 năm thì đây cày với bông ta thế này thì là cũng đáng em quên mang cái biển đấy, cái này là lão hạc đặc vân, lão thắng lão như con hạc trong sách nói lão hạc, lão hạc đặc vân. Cái này mình đã, là em làm là 11 năm rồi. Mua từ cái phôi của thằng Hiền, phụ đồng 39 triệu. Ủa, nhưng mà chú sở hữu nó bao lâu rồi? 11 năm. 11 năm. Mua về từ cái phôi. Phôi nhưng mà đây nó có hai cái này, nhưng mà đây tất cả đây là cái cành này bỏ. À. Tôi cắt lại thôi, mình làm mới hết. Đây hiện nay chỉ giữ lại có mỗi cái cành này là cũ của nó thôi. Còn tất cả kia là mình làm lại mới hết. Toàn bộ. Cái bộ này, bộ bè nó đẻ nó có ba cái chân rễ. Đấy, cây mình mua về và làm đến ngày nay là 11 năm. Cây nó có cái vẻ rễ vững chắc như thế này. Kiềng ba chân này. Đúng rồi, kiềng ba chân. Đây, ngày xưa nó có một tay đây em cắt đi. Đúng rồi, cắt đi là phải rồi. Bởi vì nó cây này lúc nó khó làm, không ai mua, nó giả lắm. Nếu mà không cắt đi nó sẽ hết cái đẹp. Không ai mua nhưng em sang em. Mình cái tư duy của mình mà sẽ làm lão. Chứ cứ lúc này anh bảo bây giờ nó bình thường ấy. Nó chỉ có thế này thôi, không có đoạn kia để. Cái ông cứ làm những cái mà bốn tay một ngọn như kia không thành được đây này. Cuối cùng cái tư duy của mình là mình làm như này. Mình làm theo cái tư duy, cái lý tưởng. Bây giờ mình cho đặt một tiền hay ấy, nó có cái mang tính chất văn hóa hơn lại và có cái gì đó. Anh Hải đó. Chào. Mày chơi. Nhà thơ.